Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2015 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Ba đồn đến năm 2020, xây dựng vùng rau an toàn trên diện tích 200 hecta. Chuyên mục chung sức xây dựng nông thôn mới có phóng sự Quảng Tiên, Cảm Đích nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 24 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Bình phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu kỳ lưỡng với những ca khúc ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp về những chặng đường lịch sử gần với những mốc son chói lọi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Quảng Bình, giá đất hẹp nhất miền Trung, lưng tựa Trường Sơn, tay ôm biển cả. Từ sâu trong dòng chảy của lịch sử và văn hóa, đất và người Quảng Bình kiên cường, anh dũng, cần cù sáng tạo đã làm nên những giá trị bền vững qua nhiều thế hệ. Mục tiêu của cái đêm này thì huy động rất là nhiều lực lượng, từ học sinh sinh viên đến lực lượng thanh niên, rồi các ngành công chức viên chức các ngành, lực lượng vũ trang để góp một cái tiếng nói chung của các tầng lớp nhân dân, thể hiện cái tình cảm đối với Đảng, niềm tin đối với Đảng và đặc biệt là chào mừng cái thành công cái Đại hội tỉnh Đảng bộ. Sau cái đêm nghệ thuật này thì các cái đội tuyên truyền lưu động của ngành sẽ triển khai về dưới các huyện và thành phố, thì tiếp nối để không chỉ là mình tuyên truyền cái thành công đại hội mà sẽ tiếp nối là truyền đạt, truyền tải để tuyên truyền các cái chủ trương, các mục tiêu kinh tế xã hội, đặc biệt là những cái định hướng lớn của tỉnh trong cái nhiệm kỳ 2015-2020. Năm năm qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tựu. Những kết quả đó sẽ tạo tiền đề quan trọng để Quảng Bình tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt, thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Bình từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời, thể hiện niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao của cả tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh cùng chung sức xây dựng Quảng Bình ngày càng giàu đẹp. Mong các đồng chí lãnh đạo được bầu vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và thể hiện được bản lĩnh và tài năng của mình để đưa cho Quảng Bình chúng ta ngày càng phát triển nhanh và bền vững. Mong các đồng chí lãnh đạo cũng quan tâm đến tuổi trẻ và tư tính giao cho những công việc lớn để tuổi trẻ chúng tôi được thực hiện và được thể hiện mình, góp phần cùng với nhân dân và đảng bộ để hoàn thành cái nghị quyết của đại hội. Chương trình nghệ thuật đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Với những tiềm năng và lợi thế sẵn có, với tầm nhìn chiến lược cùng với khát vọng vươn lên của quê hương hai giỏi, sẽ góp phần đưa Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, hòa cùng cả nước trong quá trình hội nhập và phát triển. Sáng nay ngày 25 tháng 10, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn 46B Quảng Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập tiểu đoàn. Cách đây 45 năm, tháng 10 năm 1970, tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã công bố quyết định thành lập tiểu đoàn 46B Quảng Bình, bao gồm một cơ quan tiểu đoàn bộ, 3 đại đội bộ binh, một đại đội hỏa lực với quân số 500 đồng chí. Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh tiểu đoàn 46B đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về một thời chiến đấu trên mảnh đất quê hương Quảng Bình hai giỏi. Đây cũng là dịp để ghi nhận những đóng góp to lớn của các anh hùng cựu chiến binh tiểu đoàn 46B trong việc bảo vệ hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Trải qua 45 năm, các thế hệ cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 46B Quảng Bình vẫn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người lính cụ Hồ, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mẫu mực cùng con cháu tham gia phát triển kinh tế và đi đầu trong các phong trào chung tay xây dựng quê hương đất nước. Dịp này, tiểu đoàn 46B Quảng Bình đã trao quà kỷ niệm cho các gia đình thân nhân liệt sĩ.
Để giúp các hộ nghèo có ngôi nhà vững chắc trong mùa mưa bão năm nay, huyện Lệ Thủy đã triển khai một cách nghiêm túc và có hiệu quả quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở, phòng tránh bão lũ khu vực miền Trung. Theo đó, trong giai đoạn 2014-2016, toàn huyện có 397 hộ cần được hỗ trợ xây dựng nhà ở, phòng tránh bão lụt. Riêng trong năm 2015 này, huyện Lệ Thủy đã chọn 4 xã là Văn Thủy, Hồng Thủy, Hương Thủy và Lâm Thủy để triển khai thực hiện trước. Với số hộ được hỗ trợ trong đợt 1 là 104 hộ. Đến thời điểm này, các địa phương đã tích cực triển khai và đã có 64 hộ đầu tư xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt. Các hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt khẩn trương hoàn thành các hạng mục để kịp thời đưa công trình vào sử dụng trong mùa mưa bão năm nay. Nhìn chung, các ngôi nhà đều đảm bảo kết cấu ba cứng là nền cứng, khung cứng và mái cứng theo đúng quy định. Hiện nay, huyện Lệ Thủy đang tập trung chỉ đạo các ban ngành địa phương có liên quan tiếp tục hướng dẫn người dân nằm trong diện được hỗ trợ trong đợt 1 gấp rút hoàn thiện hồ sơ để triển khai xây dựng công trình. Phần đầu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành 104 ngôi nhà phòng tránh bão lụt theo quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn sau chia tách địa giới hành chính, nhưng huyện Quảng Trạch đã tranh thủ được nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong 9 tháng, giá trị sản xuất hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Quảng Trạch ước thực hiện được 339 tỷ đồng. Các công trình giao thông xây dựng tại trung tâm huyện Lý Mới đều đạt từ 80 đến 95% khối lượng. Công trình xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân huyện đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Các công trình giao thông xây dựng tại trung tâm huyện Lý Mới đều đạt từ 80 đến 95% khối lượng. Công trình xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân huyện đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Các công trình xây dựng đều đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra. Đã thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật được 47 công trình từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác với tổng mức đầu tư gần 57 tỷ đồng. Hiện tại, huyện Quảng Trạch đang tiến hành lựa chọn nhà thầu để xây dựng hai công trình: dự án xây dựng khu tái định cư giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Hòn La 2 và công trình đường nối quốc lộ 1A đi trung tâm huyện Lý Mới. Tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thực hiện tốt công tác giám sát cộng đồng trong xây dựng cơ bản, giám sát đầu tư, quyết toán vốn. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. 2. Phương hướng nhiệm vụ. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì, tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở nghiêm túc tự giác và có kế hoạch biện pháp phù hợp để khắc phục sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm. Xây dựng Đảng về chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, không dao động trong bất cứ tình huống nào, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực hiệu quả, bản lĩnh chính trị của Đảng, của các tổ chức Đảng, của cán bộ đảng viên. Nâng cao năng lực hoạch định đường lối chính sách phù hợp với quy luật khách quan và đặc điểm của Việt Nam, tạo bước đột phá để phát triển. Hoàn thiện cơ chế, quy chế và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc từ phê bình, chất vấn trong các kỳ họp của Ban chấp hành Trung ương, cấp ủy, ban thường vụ, cấp ủy các cấp. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên. Đấu tranh ngăn chặn để lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ngăn chặn để lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái thù địch. Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan nghiên cứu lý luận của Đảng. Đầu tư thích đáng cho việc xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ lý luận, nhất là những chuyên gia đầu ngành, nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đáp ứng yêu cầu mới. Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng, thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cả cấp, đặc biệt là cấp trung ương. Tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng. Được việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một nội dung quan trọng trong mục tiêu xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, địa phương, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu tham nhũng lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm. Xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, phong cách tác phong lề lối công tác của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và của nhân dân về phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Tiếp tục đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo điều hành. Đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, xác định rõ quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách, quyền hạn đi đôi với trách nhiệm và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự làm quyền, vi phạm kỷ luật kỷ cương. Nghiên cứu thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan đảng và nhà nước tương đồng về chức năng nhiệm vụ, thực hiện chủ trương quản lý biên chế thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị, tinh giản tổ chức bộ máy gắn với tiếp tục phân định rõ chức năng nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các tổ chức, thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh và tinh giản biên chế trong toàn hệ thống chính trị, cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp, sớm tổng kết mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Điều chỉnh chức năng nhiệm vụ Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ mới. Trên cơ sở đó, tinh giản số cán bộ được hưởng lương và phụ cấp ở cơ sở. Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Tập trung củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong các cơ quan đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Kiện toàn tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở, xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, gần dân, sát dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn thách thức, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng. Tiếp tục đổi mới tăng cường công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên, bảo đảm chất lượng, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người vi phạm nghiêm trọng điều lệ Đảng, pháp luật của nhà nước, tổng kết việc thực hiện quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân và việc thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thể chế hóa, cụ thể hóa các nguyên tắc về quan hệ giữa đường lối chính trị và đường lối cán bộ, quan điểm giai cấp và chính sách đại đoàn kết rộng rãi cho công tác cán bộ, quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa đức và tài, giữa kế thừa và phát triển, giữa sự quản lý thống nhất của Đảng với phát huy đầy đủ trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị, giữa thẩm quyền trách nhiệm cá nhân và tập thể, giữa phân cấp, phân quyền và kiểm tra giám sát, kiểm soát để thực hiện thống nhất đồng bộ trong Đảng và hệ thống chính trị. Quán triệt và nghiêm túc thực hiện quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy quyền và trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ, tiếp tục ban hành và thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế trong công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp,
trong đó có quy chế về việc đánh giá đúng đắn khách quan đối với cán bộ để có cơ sở sử dụng bố trí cán bộ, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng chai chức, chai tuổi, chai băng cấp. Tăng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo cấp ủy là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Đổi mới bầu cử trong đảng, phương thức tuyển chọn bổ nhiệm cán bộ để lựa chọn những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng động, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực và phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, có cơ chế chính sách phát hiện, thu hút sử dụng nhân tài. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay là bảo vệ cương lĩnh, điều lệ Đảng, bảo vệ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo vệ hiến pháp và pháp luật, bảo vệ cán bộ đảng viên về mặt chính trị, gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những hiện tượng cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm gây mất đoàn kết trong Đảng, xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên phát ngôn tuyên truyền, phát tán tài liệu trái cương lĩnh, điều lệ Đảng, nghị quyết chỉ thị, quy định của Đảng, hiến pháp và pháp luật của nhà nước, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng về công tác kiểm tra giám sát để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm trong công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, tập trung chỉ đạo xây dựng hoàn thiện các quy định của Đảng để nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng. Đổi mới tăng cường nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ, xử lý kịp thời nghiêm minh những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những hành vi dung túng bao che cho khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, công khai kết quả xử lý. Chủ trọng kiểm tra giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức nhà nước, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, không để người thân trong gia đình lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Tăng cường kiểm tra giám sát đối với các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, các tổ chức Đảng ở các cơ quan nhà nước, các đơn vị kinh tế và các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, phương pháp, quy trình kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại trong Đảng, hoàn thiện cơ chế và nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban kiểm tra với các tổ chức Đảng và cơ quan liên quan. Nghiên cứu việc tăng thẩm quyền kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng cho Ủy ban kiểm tra các cấp, kiện toàn Ủy ban kiểm tra, tổ chức bộ máy và cán bộ cơ quan Ủy ban kiểm tra tương xứng, ngang tầm với chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao. Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ kiểm tra các cấp, có chế độ chính sách hợp lý đối với cán bộ kiểm tra. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tập hợp vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đội ngũ cán bộ đảng viên phải thật sự tinh dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân, giải quyết kịp thời có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại tố cáo của công dân. Kịp thời thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng thành chính sách pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, nhất là nội dung nhân dân làm chủ và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên cả lĩnh vực đảng quan tâm khác. Ba Đồn đến năm 2020 xây dựng vùng rau an toàn trên diện tích 200 hectare. Chuyên mục chung sức xây dựng nông thôn mới có phóng sự Quảng Tiên cán đích nông thôn mới. Nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp ngày càng toàn diện theo hướng hàng hóa gắn với nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ, nhiều năm trở lại đây, thị xã Ba Đồn đã khuyến khích các địa phương tận dụng lợi thế, xây dựng các vùng sản xuất thâm canh, chuyên canh rau an toàn có quy mô phù hợp.
Tại một số địa phương như Quảng Lộc, Quảng Hoa, Quảng Long, bà con nông dân đã đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao và dần hình thành vùng sản xuất rau quả thực phẩm an toàn để cung ứng cho thị trường tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Cùng với đó, thị xã Ba Đồn cũng chỉ đạo các địa phương có diện tích trồng trọt hoa màu lớn theo hướng hàng hóa, chủ trọng và thực hiện chặt chẽ các khâu quản lý chất lượng hoa màu, rau quả thực phẩm. Phấn đấu đến năm 2020, toàn thị xã Ba Đồn có 200 hectare chuyên sản xuất rau củ quả sạch, đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng. Năm 2015, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Bình đã tiến hành hỗ trợ 3 cơ sở sản xuất chế biến nước mắm với tổng số tiền 135 triệu đồng nhằm nâng cao năng suất chế biến, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Việc hỗ trợ là thực hiện chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và thủy sản. Cơ sở sản xuất chế biến nước mắm Tuệ Hương tại làng nghề Cảnh Dương có quy mô 500 m². Hàng năm, cơ sở sản xuất từ 10.000 đến 12.000 lít nước mắm. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển thương hiệu chế biến hải sản tại địa phương, cơ sở sản xuất nước mắm Tuệ Hương đã được Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Bình hỗ trợ cải tạo, nâng cấp nhà xưởng, mua sắm thiết bị dụng cụ chế biến thủy sản, làm bảng hiệu tên cơ sở, xây dựng chương trình quản lý chất lượng và đăng ký chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ngoài cơ sở sản xuất chế biến nước mắm Tuệ Hương, có 2 cơ sở sản xuất chế biến nước mắm khác ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và Nhân Trạch, huyện Bố Trạch cũng đã được Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Bình tiến hành hỗ trợ nhằm nâng cao năng suất chế biến, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Trong những năm qua, nhằm khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, xã Đông Trạch, huyện Bố Trạch đã chủ trọng phát triển nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, ngành nghề nông thôn hiệu quả, góp phần tạo việc làm cho người lao động. Xã Đông Trạch hiện có 58 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp và trên 600 hộ kinh doanh thương mại dịch vụ, thu hút gần 1.500 lao động. Trong đó chủ yếu tập trung vào các ngành nghề chính như xây dựng, vận tải, mộc dân dụng, gia công cơ khí và buôn bán nhỏ lẻ, chiếm 30% trong cơ cấu ngành nghề của địa phương. Với mục tiêu thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, xã Đông Trạch đang tạo điều kiện để các hợp tác xã phát triển theo vùng quy hoạch, nâng cao quy mô chất lượng. Trong đó ưu tiên phát triển những ngành nghề có tiềm năng, thu hút nhiều lao động. Thời gian tới, chính quyền xã Đông Trạch tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, khuyến khích mọi thành phần kinh tế cùng tham gia phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề. Thưa quý vị và các bạn, với xuất phát điểm thấp, nhưng qua gần 5 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực chung sức của cả hệ thống chính trị, bộ mặt nông thôn xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn ngày càng khởi sắc. Đến nay, địa phương này đã đạt 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Với xuất phát điểm thấp, Quảng Tiên gặp nhiều khó khăn hơn các xã khác trên địa bàn trong việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Những ngày đầu triển khai chương trình, cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém. Hệ thống giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ khá cao, tình hình an ninh nông thôn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Xác định được điều đó, ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý các tiểu ban xây dựng nông thôn mới, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hộ dân nâng cao nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình. Với phương châm dễ làm trước khó làm sau, không nóng vội, càng không để mất cơ hội, Quảng Tiên chủ trương xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, con em thành đạt xã quê và các doanh nghiệp có tiềm lực. Chúng tôi triển khai rất rộng rãi, từ mỗi người dân là phải biết, phải làm và phải thực hiện đúng những cái công trình bỏ công sức, đồng thời là tiền của nhân dân để hỗ trợ thêm. Những cái phần kinh phí của tập thể là hỗ trợ để đảm bảo bởi vì cái thiết thực này là mọi người dân đều được hưởng. Trên cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bình đẳng trong nhân dân, phong trào xây dựng nông thôn mới ở Quảng Tiên đã lan tỏa rộng khắp để cán bộ nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Mỗi người dân đều nhận thức đầy đủ về vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới, từ đó nguyên vọng đóng góp công sức vật chất để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.
Với cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở đây đã nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trong cái đời sống của nông thôn hôm nay và cùng tiến tới của ngày sau về sau thì cảm thấy là bộ mặt của nông thôn rất là đẹp, nói chung toàn xã, nói chung cả cái trường cùng làm lại này, cùng có như cả cái đường là cùng bổ sung thêm. Sau gần 5 năm xây dựng nông thôn mới, từ một xã có xuất phát điểm thấp, đến nay các vùng nông thôn ở Quảng Tiên đang dần khởi sắc. 100% hầu hết hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng đã được cứng hóa. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn đạt trên 98%. Hiện xã đã có 80% trường học cả cấp có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Trạm y tế xã đáp ứng nhu cầu khám và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 70%. Đặc biệt, xác định phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân là tiêu chí quan trọng trong 19 tiêu chí, nên địa phương đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả. Cùng với việc hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã Quảng Tiên còn nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho người dân một cách bền vững. Với thu nhập bình quân đầu người là 18,5 triệu đồng một năm, số hộ nghèo giảm còn 4%, diện mạo nông thôn thay đổi theo hướng hiện đại, hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Xác định rõ là cái công tác thông tin tuyên truyền đấy là một yếu tố hết sức cơ bản trong cái quá trình để làm cho mọi người dân trong cái bộ máy hệ thống chính trị hiểu và nâng cao được cái trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ nông thôn mới. Đây là một trong những cái yếu tố hết sức quan trọng mà trong những năm qua chúng tôi đặt vấn đề này thì vấn đề thường xuyên và liên tục, vừa triển khai vừa rút kinh nghiệm, vừa nảy nở ra một số cái vấn đề và cần xin chủ trương ở trên để kịp thời hướng dẫn và điều chỉnh thêm một số nội dung, phải phân định rõ là những cái tiêu chí nào có cái thuận tiện, có những cơ hội và hợp với là cái điều kiện của sức chân thì chúng tôi bố trí sắp xếp và hàng quyết tâm hoàn thành cái chương trình của từng quý, đặc biệt là trong kế hoạch công tác hàng năm. Thành công trong xây dựng nông thôn mới ở xã Quảng Tiên là sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Đây là những kết quả tạo tiền đề, động lực cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân nỗ lực để đưa Quảng Tiên ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2015, khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ.